sau khi trải qua hai buổi học nhớ đời vào cuối tuần, mình hiểu được con đường này ngày càng gian nan hơn. Nhưng mà để trở thành người hoàn hảo, tiếc Sam Sam, bạn nhất định không được từ bỏ. Làm một bài kiểm tra thì không hiểu được một nữa, chắc là phong đàn sẽ giải đáp cho mình hiểu. Sam Sam, Linh ăn cơm hả? Cần việc quan trọng phải làm hơn. Đối với Sam Sam thì còn việc gì quan trọng hơn là ăn cơm nữa chứ? Sam Sam, em dám để anh chờ tới 3 phút 27 giây. Vậy thì em hãy ăn nhiều thêm một chút. Anh ăn trước đi, em còn làm mấy câu chưa xong nên muốn làm cho xong luôn. Em dám kêu anh ăn trước sao? Đúng vậy, anh ăn xong rồi anh mới có thời gian trả lời câu hỏi của em. Sam Sam, anh là bạn trai của em, không phải thầy dạy CBA, em hiểu không? Em đang cố gắng vì tương lai của tụi mình đó Phong Đàn, anh nỡ nào không giúp em sao? Được. Linda, lát nữa đưa cho tôi danh sách vài nhân viên đã thi đậu CPA. Được, cảm ơn. Anh sẽ tìm vài người thầy để dạy cho em. Họ sẽ dạy em trong giờ ăn cơm. Bây giờ có thể ăn cơm được chưa? Tuân lệnh. Đồ cướp của người khác sẽ ngon hơn, có đúng không? What if you could rewrite the moment? Sometimes I feel there's another locking imperfection. Sometimes you've been hurt, then you learn a thing about and feel more. Sometimes you've been bored with the life through hate. Đi Sam Sam. Always take a risk. Trong thức ăn của anh có đậu đen, lừa ra giúp anh đi. Đã kêu nhà bếp đừng cho đậu đen vô rồi mà, anh tự lựa đi. Chào chủ tịch. Mệt quá đi. Anh à, chuyên viên Lý đó thật giỏi, giải thích rất rõ ràng, em nghe một cái là hiểu liền à. Và trưởng phòng Thái cũng vậy, không có gì làm khó được anh ấy hết. Nghe nói anh ấy là trưởng phòng tài vụ trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn, hèn gì giỏi như vậy. Hâm mộ quá. Không được rồi, em phải đi làm ngay thôi. Mệt quá. Tối nay em không có học, chúng ta ăn cơm nha anh. Tối nay mình cùng ăn cơm nha. Được thôi. Cô bé ngốc à. Tạm biệt anh. Linda. Hả, Sam Sam, cô sao vậy? Tôi sắp kiệt sức rồi. Hả? Dạ, tôi hiểu.
Giờ này sao hai thầy đó vẫn chưa đến vậy anh? Có gì mà ngạc nhiên, dù sao thì họ vẫn phải làm việc mà. Có thắc mắc gì anh có thể dạy em. Hỏi đi. Là câu này. Câu này có liên quan đến luật thuế trong nước. Anh học về tài chính Mỹ. Luật thuế trong nước thì phải để anh nghiên cứu thêm. Em còn câu hỏi nào khác không? Đợi anh nghiên cứu kỹ càng xong sẽ cho em một câu trả lời hoàn chỉnh. Dạ. Tiếng Sam Sam. Chắc em cũng biết anh là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn chứ. Lúc này mình mới hiểu tại sao chuyên viên Lý và trưởng phòng Thái bận đến mức không có thời gian dạy mình. Để em tự làm vậy. Và anh cũng là chủ tịch xuất sắc nhất. Cố gắng lên. Lúc ăn cơm thì phải tập trung. Em chỉ còn một câu nữa ăn thôi. Ăn xong rồi làm. Dạ. Đi học thêm 3 tháng như vậy có thấy hiệu quả gì không? Khó quá. Rất nhiều chỗ em không hiểu gì. Thi thử vẫn bị điểm kém. Vậy thì đừng học nữa. Ở nhà tự ôn thôi. Như vậy làm sao được chứ? Có thầy dạy mà em còn không hiểu, tự học cái kiểu gì đây? Em nhất định phải thi đậu CBA trong năm nay sao? Đó chính là mục tiêu của em mà. Phải nhanh chóng nhận được bằng CBA. Như vậy thì mới có thể xứng với anh chứ. Nhưng anh không để ý. Nhưng mà em để ý chuyện này. Anh yên tâm đi Phong Đăng, em không sợ vất vả đâu. Dù có vất vả nhiều hơn nữa em cũng tiếp tục cố gắng. Hãy tin em. Ăn đi. Xin chào. Thôi được, tôi biết rồi. Đã nghe danh từ lâu, Phong Đăng có hai phụ tá đắc lực. Xem ra dâm bất hư truyền rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi giao anh ấy cho cô. Được. Xin mời cô. Tiết Sam Sam. Dạ. Em làm gì mà ngẩn người ra vậy? Qua đây.
Chào. Chào. Xin chào. Vị này là Bạch Quân, có quan hệ mấy đời với nhà của anh. Còn đây là cô Bạch, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Cô ấy có tất cả bằng cấp mà em không thể nào tưởng tượng được. Bằng kế toán viên quốc tế, bằng thiết kế rủi ro. Chào cô Sam Sam. Chào. Chào cô. Thì ra bây giờ mình mới biết bữa tiệc này là danh gia vọng tộc mà. Lệ Trữ, ngồi đi. Được. À, xin lỗi cô, tôi ra ngoài một chút nha. À, được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.